kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Thuốc điều trị COVID-19 không phải điều trị như các loại thuốc thông thường mà là thuốc điều trị có kê đơn. Mặt khác, không phải là trường hợp nào mắc COVID-19 cũng sử dụng thuốc kháng virus mà cần có chỉ định của bác sĩ. Từ chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và đồn biên phòng đã có nhiều hoạt động thiết thực để tăng cường mối đoàn kết quân dân tham gia xây dựng bộ đội biên phòng vững mạnh. Sau hơn 2 năm đình trệ vì dịch COVID-19, du lịch Lai Châu đang dần chuyển mình trỗi dậy, sẵn sàng đón tiếp những lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 53 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố quán triệt triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của tỉnh ủy tại thông báo số 310 ngày 27 tháng 1 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bám sát chủ đề của năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động, chỉ thị, nghị quyết, chuyên đề, đề án, kết luận của tỉnh ủy, cấp ủy các cấp. Một là các cấp, các ngành, các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chuyên đề, đề án của tỉnh ủy khóa 14, các kết luận tiếp tục thực hiện đề án, nghị quyết, chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy khóa 13 và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Hai là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 và chuyên đề năm 2022. Nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong triển khai thực hiện bằng những hành động, việc làm cụ thể gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Tăng cường hơn nữa công tác dân vận của Đảng, dân vận chính quyền, nắm chắc các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân ngay tại cơ sở, không để phức tạp trở thành điểm nóng. Ba là tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương về công tác phòng chống dịch, phát huy kinh nghiệm, kết quả phòng chống dịch thời gian qua, tập trung chuẩn bị sẵn sàng với nhân lực, thiết bị, vật tư y tế cho các mức độ dịch cao hơn, phát huy hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở, tổ COVID-19 cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh, hoàn thành xây dựng quy hoạch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quản lý tài chính ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh khác. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn các dự án đầu tư trong năm, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, quan tâm tạo điều kiện để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển sản xuất kinh doanh, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, các dự án đầu tư công, phát triển giao thông liên vùng, quản lý chặt chẽ tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, phối hợp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về thủ tục hành chính, bồi thường giải phóng mặt bằng, đồng thời tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện, gắn với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Bốn là thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, gắn với nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, tiếp tục huy động các nguồn lực, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện duy trì các xã đạt chuẩn, nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí, triển khai đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho các đối tượng, chính sách, các doanh nghiệp, người dân chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tổ chức các hoạt động giáo dục, văn hóa, thể thao phù hợp với tình hình dịch bệnh, quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Năm là thường xuyên nắm chắc tình hình, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đặc biệt tập trung chuẩn bị chu đáo, thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập phòng thủ tỉnh năm 2022, đảm bảo tuyệt đối an toàn, đạt kết quả cao, giải quyết kịp thời các sự kiện phát sinh trên tuyến biên giới, tăng cường trấn áp các loại tội phạm, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh dân tộc, tôn giáo, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện số 209 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng giảm thiểu tối đa 10% số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19 ngày 25 tháng 10 năm 2017. Đối với các bộ ngành, khẩn trương rà soát và đẩy mạnh việc sắp xếp tinh gọn đầu mối tổ chức bộ máy bên trong theo thông báo số 16 ngày 21 tháng 1 năm 2022 của Ban chỉ đạo đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập khác, yêu cầu các bộ ngành rà soát, sắp xếp tổ chức lại theo hướng giảm tối thiểu 10% số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa 12. Thưa quý vị, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong tuần này, tiếp tục có thêm nhiều địa phương điều chỉnh lịch học với học sinh mầm non tiểu học và một số khối lớp học bậc trung học, cơ sở, chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến. Các địa phương quyết định điều chỉnh lịch học từ trực tiếp sang trực tuyến trong tuần này để đảm bảo an toàn phòng chống dịch như Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Cạn, Bình Phước, Gia Lai, Hà Giang, Hòa Bình. Trong đó, chủ yếu các địa phương điều chỉnh lịch học của bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và các trường đóng tại khu vực có dịch COVID-19 ở cấp độ 3. Nguyên nhân là bởi số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, trong đó có học sinh và giáo viên tăng cao. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có công văn số 971 hướng dẫn cơ sở khám chữa bệnh, thông báo công khai cho người bệnh biết và triển khai tiếp đón người bệnh khi đi khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân. Bộ Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị khám chữa bệnh chuẩn bị kế hoạch và nguồn lực để triển khai tiếp đón, tổ chức khám chữa bệnh cho người bệnh có căn cước công dân gắn chip, tích hợp mã thẻ bảo hiểm y tế hoặc qua ứng dụng VNEID. Bộ Y tế hướng dẫn cơ sở khám chữa bệnh, thông báo công khai cho người bệnh biết và triển khai tiếp đón người bệnh khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân có gắn chip hoặc qua ứng dụng VNEID. Đối với người bệnh tham gia bảo hiểm y tế chưa được cấp căn cước công dân có gắn chip, cơ sở thực hiện tiếp đón người bệnh theo quy trình khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện hành. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa ban hành quyết định số 437 sửa đổi bổ sung một số điểm của hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19. Theo đó, Bộ Y tế đã có hướng dẫn liên quan tới việc dùng thuốc kháng virus. Bộ Y tế bổ sung hướng dẫn sử dụng hai loại thuốc kháng virus trong điều trị COVID-19, thuốc Remdesivir được chỉ định trong các trường hợp người bệnh nội trú mức độ nhẹ và có ít nhất một yếu tố nguy cơ tiến triển nặng, mức độ trung bình và nặng, khởi phát bệnh chưa quá 10 ngày, có suy hô hấp phải thở oxy, thở HFNC, thở máy không xâm nhập. Thuốc Monopiravir dùng cho bệnh nhân COVID-19 người lớn từ 18 tuổi trở lên, mức độ nhẹ đến trung bình và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng. Thuốc sử dụng trong vòng 5 ngày kể từ khi khởi phát các triệu chứng hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính. Thưa quý vị, đối với mặt hàng thuốc điều trị COVID-19, hiện nay Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện cho 3 loại thuốc điều trị COVID-19 chứa hoạt chất Monopiravir. Một số nhà thuốc trên địa bàn thành phố Lai Châu đã bán mặt hàng này. Các hiệu thuốc đều cam kết đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho người dân. Tuy nhiên thì không phải người dân nào cũng được mua thuốc điều trị COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Sau dịp Tết Nguyên đán thì số lượng ca F0 tăng cao và hiện nay thì số lượng ca F0 này chủ yếu là điều trị tại nhà. Nhu cầu người dân về thuốc điều trị COVID-19 đang tăng mạnh. Được biết là để có thể mua được thuốc điều trị COVID-19 này thì người dân cần phải có đơn chỉ định của bác sĩ hay là giấy chứng nhận điều trị F0 tại cơ sở y tế địa phương. Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại một số cửa hàng bán thuốc kháng virus COVID-19 trên địa bàn thành phố Lai Châu, người dân hỏi nhiều nhưng lượng mua được ít, do muốn mua phải có đơn thuốc chỉ định của bác sĩ, giấy xác nhận F0 hoặc kết quả xét nghiệm dương tính bằng PCR, test nhanh của cơ sở y tế. Tức là nếu muốn mua thuốc, phải đến cơ sở y tế để xét nghiệm. Theo chị Đặng Thị Quý, nhân viên nhà thuốc Anh Thư, tổ 22 phường Đông Phong, thành phố Lai Châu cho biết, nhiều người dân không rõ quy định mua thuốc kháng virus COVID-19. Sau khi được tư vấn đã chuyển sang mua một số thuốc dự phòng như là hạ sốt, thuốc ho, xịt họng và nhà thuốc thường tư vấn sang thuốc thảo dược nhằm tăng sức đề kháng để hỗ trợ điều trị. Thì chúng em đến đây thì F0 chỉ đến hỏi thì bọn em chỉ tư vấn là hàng cảm xuân hương này, Covia và nước muối. Còn nếu trường hợp mà họ yêu cầu những các cái thuốc mà theo kê đơn thì cái đấy này nó tác dụng phụ nhiều nên chúng em chưa dám kê đơn và các là chúng em chưa dám tư vấn vào cái hàng đấy. Thế nên là chỉ bán các cái dòng thảo dược thôi và cái dòng nước muối xuất hiện để hỗ trợ. Chứ còn chưa có cái gì là bọn em bán cả cái kia là bọn em theo đơn, tại vì trên này nó phụ thuộc cái đấy vào đơn chứ nó không được bán theo ý của mình nữa. Việc F0 tăng nhanh trên địa bàn thành phố Lai Châu khiến người dân có suy nghĩ mua các loại sinh phẩm, thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 có sẵn trong nhà. Điều này có nguy cơ tạo thành làn sóng khan hiếm, tăng giá.
Đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu đã tăng cường quản lý địa bàn, giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh, kiểm tra hàng hóa, cơ bản giá trên hóa đơn và giá bán không chênh lệch vượt mức quy định. Trước cái tình hình dịch bệnh COVID đang diễn biến phức tạp, đội quản lý thị trường chúng tôi tập trung vào tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát những cái mặt hàng về trang thiết bị vật tư y tế, những kit test COVID-19. Tập trung kiểm tra, chúng tôi tập trung vào kiểm tra về hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác hàng hóa, kiểm tra về giá bán hàng hóa. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện sai phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thuốc điều trị COVID-19 không phải điều trị như các loại thuốc thông thường mà là thuốc điều trị có kê đơn. Mặt khác, không phải trường hợp nào mắc COVID-19 cũng sử dụng thuốc kháng virus mà cần có chỉ định của bác sĩ. Người dân không nên mua thuốc bán trôi nổi trên thị trường, không được Bộ Y tế cấp phép vì gây rủi ro rất lớn cho người bệnh. Nếu dùng thuốc mà không nắm được chỉ định và chống chỉ định đối với từng loại thuốc sẽ dẫn đến những tác dụng phụ. Vì vậy, người dân cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng để tránh để lại hậu quả đáng tiếc. Thưa quý vị, thực hiện chương trình vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới hải đảo do Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Đồn Biên phòng Hủy Luông, huyện Phong Thổ đã có nhiều chương trình hoạt động để tô thắm tình đoàn kết quân dân nơi hậu phương biên giới. Nhân kỷ niệm 33 năm ngày biên phòng toàn dân, mùng 3 tháng 3 năm 1989, mùng 3 tháng 3 năm 2022 và 63 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng, mùng 3 tháng 3 năm 1959, mùng 3 tháng 3 năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Đồn Biên phòng Hủy Luông đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới. Ghi nhận của phóng viên Quỳnh Nga sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về nội dung này. Năm 2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lai Châu và Đồn Biên phòng Hủy Luông đã ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị. Trong những năm qua, nhiều chương trình hoạt động đã có hiệu quả thiết thực cụ thể như tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ mọi mặt cho hơn 6.300 hội viên phụ nữ, huy động xã hội hóa ủng hộ hội viên phụ nữ nghèo, trẻ em nghèo tại xã Hủy Luông trên 250 triệu đồng, vận động phụ nữ vùng biên giới tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp đẩy mạnh tham gia xây dựng hệ thống chính trị và các hoạt động công tác hội ở cơ sở. Từ đó, đảm bảo giữ gìn chủ quyền biên giới gắn với phát triển kinh tế văn hóa xã hội, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Rằng là trong thời gian tới thì thành phố Lai Châu cũng như Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lai Châu sẽ có nhiều cái hoạt động, chương trình phối hợp cụ thể hơn nữa, đặc biệt ở đây nó là giúp đỡ cán bộ chiến sĩ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như là chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn do tình hình của đại dịch COVID-19 để phát huy cái vai trò xung kích của phụ nữ lên các cái khu vực đến thăm tặng quà động viên các chốt biên phòng cũng như là hỗ trợ về các cái phương tiện phòng chống dịch bệnh và tặng quà cho các cái hội phụ nữ hoặc là tạo ra các cái mô hình sinh kế cho các cái phụ nữ khó khăn ở trên địa bàn biên giới do tình hình dịch COVID-19. Từ chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Đồn Biên phòng đã có nhiều hoạt động thiết thực để tăng cường mối đoàn kết quân dân tham gia xây dựng bộ đội biên phòng vững mạnh, đặc biệt là thực hiện phong trào kết nghĩa đỡ đầu, luôn là hậu phương vững chắc giúp đỡ qua chương trình phía sau chăm lo phía trước. Và cán bộ hội viên phụ nữ thành phố đã thể hiện được tinh thần tương thân tương ái, động viên chia sẻ những khó khăn vất vả với đồng bào chiến sĩ đồn biên phòng Hủy Luông và tô thắm thêm tình đoàn kết giữa hai đơn vị. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện đảm bảo các cái nội dung trong cái chương trình phối hợp giữa hai đơn vị, tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân và đặc biệt là tới phụ nữ về các cái chế độ chính sách có liên quan đến phụ nữ, trẻ em và các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và tổ chức các cái hoạt động hỗ trợ, thăm hỏi, động viên kịp thời, gắn kết cái tình quân dân. Sau 6 năm thực hiện chương trình phối hợp, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lai Châu đã thực sự trở thành người chị, người em, nơi hậu phương tương trợ, động viên cho chiến sĩ bộ đội biên phòng, nơi biên cương của Tổ quốc. Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lai Châu tiếp tục phối hợp với Đồn Biên phòng Hủy Luông tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, đặc biệt đẩy mạnh chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới hải đảo nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa hai đơn vị, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn kết tình quân dân thắm thiết, tạo nguồn động viên, niềm tin và sức mạnh để cán bộ chiến sĩ biên phòng yên tâm công tác, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc vùng biên cương của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm đình trệ vì dịch COVID-19, du lịch Lai Châu đang dần chuyển mình trỗi dậy, sẵn sàng đón tiếp những lượt khách đến tham quan và du lịch. Những nét hoang sơ của cảnh quan, sự bình dị trong nếp sống của người dân nơi đây đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách mỗi khi đặt chân đến đây.
Sau đây là cảm nhận của một số du khách đến với Lai Châu qua ghi nhận của phóng viên Văn Thảo. Trên địa bàn của tỉnh Lai Châu hiện có trên 10 khu du lịch sinh thái, 27 di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh được xếp hạng di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh. Lai Châu còn là nơi sinh sống của 20 dân tộc với những nét bản sắc văn hóa độc đáo và thú vị như bản Xin Suối Hồ, bản Vàng Pheo, bản Xì Thâu Chải, bản Hon, bản Lao Chải, bản Thẩm. Sự đa dạng về các loại hình du lịch đã giúp cho du khách dễ dàng lựa chọn những điểm đến ưng ý, phù hợp với nhu cầu sở thích của mình. Chợ phiên ở đây rất là đặc sắc, mang nét đặc trưng của văn hóa của người dân tộc. Ví dụ như là những cái bộ váy truyền thống và những con lợn gọi là ở đây người dân gọi là lợn cắp nách thì rất là đặc trưng. Đây là lần đầu tiên tôi đến Lai Châu. Về cái ẩm thực văn hóa của Lai Châu có cái đặc sắc riêng của khu dân tộc người Thái, người Mông đều ở đây. Còn về khung cảnh thì rất là thiên nhiên và hữu tình. Ở du lịch ở Lai Châu thì mình thấy là có cái nhiều cái nét đặc sắc. Thứ nhất là nó có cái điểm hoang sơ, cái thứ hai là nó có cái nhiều cái thành phần dân tộc đó, mình thấy mình rất là thú vị, mình tìm hiểu được nhiều cái nhưng mà trước giờ mình chưa được tìm hiểu. Đặc biệt là có cái hang động mình đi dạo nó có những nét rất là hoang sơ, rất là tự nhiên, mình rất là thích. Điều quan trọng nhất, trải qua quá trình hình thành và phát triển, du lịch Lai Châu vẫn giữ nguyên được giá trị cốt lõi, chính là lấy người dân làm gốc, làm trung tâm để phát triển. Chính những yếu tố như sự độc đáo của bản sắc văn hóa, sức hấp dẫn từ ẩm thực, văn hóa văn nghệ dân gian, bản tính nhiệt tình thân thiện, hiếu khách của mỗi cộng đồng đã giúp cho du lịch Lai Châu để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách. Cũng có nhiều dịp đến với các bản Mông khác rồi, ở bên Sa Pa, ở bên là Lào Cai, thì đến với Lai Châu là đến được cái bản của người Hơ Mông mà ở cái độ cao như thế này, phải nói là cũng rất là thú vị, khá thú vị. Thì đoàn cũng có dịp đó là tham quan tìm hiểu về những cái đặc trưng của cái văn hóa của người dân sinh sống tại đây. Khi mà được hướng dẫn viên dẫn vào tham quan cái động thì cũng thấy cái quang cảnh của nó rất là hùng vĩ và hoang sơ. Trong cái quá trình đi lại thì do là cái thời tiết ở đây và cái thói quen ở đây mình cũng chưa có phụ thuộc vào thì đi cũng thấy hơi mệt nhưng mà vẫn vui. Và cũng cảm ơn những anh chị em có hướng dẫn trong đoàn và cảm ơn các công ty du lịch ở Lai Châu đã tiếp đón đoàn nồng hậu và nhiệt tình. Với những tiềm năng thế mạnh sẵn có cùng với môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh ngày càng được cải thiện, Lai Châu đã tạo điều kiện thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch. So với giai đoạn trước, du lịch Lai Châu giờ đây đã có những bước bứt phá nổi bật, đang dần dần khẳng định vị thế trong bản đồ du lịch của Việt Nam. Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các cá nhân, gia đình và cả cộng đồng về tầm quan trọng của công tác gia đình, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 579 thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 với một số mục tiêu quan trọng như phấn đấu đến năm 2025 đạt 90% và đến năm 2030 đạt 100% các gia đình được tuyên truyền giáo dục về truyền thống dân tộc, truyền thống văn hóa, truyền thống gia đình và tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị tốt đẹp của gia đình hiện đại. Phấn đấu hàng năm, 90% vụ việc bạo lực gia đình được giải quyết theo quy định của pháp luật. Đến năm 2025 đạt 80% và đến năm 2030 đạt 100% người bị bạo lực được hỗ trợ cung cấp các dịch vụ thiết yếu. Đến năm 2025 đạt 85% và đến năm 2030 đạt 100% địa phương có mô hình can thiệp, phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình nhằm giảm tác hại của bạo lực gia đình, đặc biệt với phụ nữ, người yếu thế và trẻ em. Trong tháng 2 của năm 2022, công tác giữ gìn vệ sinh môi trường tiếp tục được các cơ quan ban ngành đoàn thể, các xã thị trấn của huyện Tân Uyên thực hiện, tổ chức tuyên truyền rộng rãi và phát động các phong trào hưởng ứng Ngày Đất Ngập Nước Thế Giới năm 2022 với chủ đề Vì Con Người và Thiên Nhiên, Hãy Yêu Quý Bảo Vệ và Phục Hồi Đất Ngập Nước, đồng thời cung cấp thông tin phục vụ xây dựng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
tham gia ý kiến vào dự thảo quyết định ban hành kế hoạch quan trắc môi trường tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025. Đến đây, thời lượng của chương trình khởi động ngày mới cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.